Xin chào cô bác anh chị em. Hôm nay cuối tuần em về vườn quay cái video clip về cái lô tùng em đang mở bán để cho cô bác anh chị em xem tham khảo. Khi cần thì liên hệ với em. Cái lô tùng này để em giới thiệu chi tiết về cái lô tùng. Thì lô tùng này em cũng đã đăng nhiều bài đăng rồi. Cũng để nay lần này em cũng xin nói thêm nhắc lại để cho cô bác anh chị nắm. Mấy cô bác anh chị nào mà đã xem rồi thì mình tham khảo lại. Về nguyên cái lô tùng này thì cái clip này là có 3 hàng, mỗi hàng là 32 cây, tổng nó là xem là 100 cây đó cô bác. Thì hiện tại rồi em đã bán 30 cây rồi, còn lại đúng 70 cây. Như cô bác anh chị em xem thấy đó, em là bứng cấp luôn một hàng. Từng hàng vô. Hai hàng đi thẳng vô là mỗi hàng 15 cây, là hai hàng là 30 cây á. Chứ em không có cho lựa nha cô bác anh chị. Riêng cái quy cách cây á thì cái lô này á là vanh từ 50 cho đến 75 80 cũng có cây đợt rồi, trong 30 cây bán vừa rồi á thì cũng lọt vô được là hai cây là vanh xem 80 với một cây là trên 80 82 vanh cô bác anh chị. Còn riêng là những cây mà nó dưới hoành dưới 50 á là em bỏ lại. Dưới cây mà trái đọt, đứt đọt hoặc là trái thân em cũng bỏ lại, em không có bán. Rồi những cây đạt chuẩn thì em sẽ giao cho cô bác chị. Riêng cái chiều cao trung bình nó là tầm khoảng 3,5 m đến 4 m nha cô bác anh chị. Nó tầm là 4 m á. Còn cái chiều cao cái cây nó rất là gốc cây. Cái cành nhánh thì đóng từ dưới chân đóng lên, cô bác anh chị xem là cành nhánh đóng từ dưới chân đóng lên. Rồi cái đọt là hồi năm thứ tư đến năm thứ năm á đã đây là em tiến hành cắt đọt, cắt to vỏ từ dưới mặt đất lên là 80 cây, thì theo cây có cây là 1 m, có cây 80, thì đến nay là cái mặt cắt nó đã liền rồi. Em quay cho cái mặt cắt cho cô bác anh chị xem. Đó, thấy đó, mặt cắt nó đã liền như thế rồi đó cô bác anh chị. Đó, rồi cái đọt ngay chỗ vị trí mà cắt lên này nó cũng đã gần 25-30 vành hết rồi nha cô bác anh chị. Nên cái cây nó rất là rút cây. Cô bác anh chị xem thấy cái cây nó đóng cành từ dưới chân lên. Tại vì khi mình cắt đọt, thời gian mà nó nuôi đọt là nó nuôi cành ở dưới. Toàn bộ những cái cành ở dưới nó nuôi nên là nó không có bị bỏ cành. Cây này về là mình làm bonsai tầm trung là vừa luôn nha anh chị. Riêng lô này là hiện tại là còn 70 cây. Em đã mở bán từ hồi đầu Tết tới giờ em bán 30 cây rồi. Cô mấy anh chị kêu em là đo từng quanh từng gốc thì cũng không cần thiết đâu anh chị. Khi mà em bứng thì cây nào nó lọt khỏi cái van thì dưới 50 là em đã bỏ lại rồi, còn trên 50 là em giao hết cho anh chị chứ em cũng không có giữ lại. Nên là khi mà bứng là giao cho anh, các anh chị là cứ yên tâm, không em không có mà lừa, cứ bứng từ ngoài vô là bứng cây nào là em giao cây đó. Không có cành nào mà rớt dưới 50 nha các anh chị yên tâm. Tại cái vườn em đã bán trên 600 cây rồi, 630 cây rồi. Nên là cô bác anh chị cứ yên tâm. Đây là những cây mà nó vành nó dưới 50 nè. Em bỏ lại nè. Những cây này thì em đang chiết. Đang chiết để trồng lại đó anh chị.
này thì mấy cái này là em không có bán, những cây này là em để lại, để lại để chiếc lấy nhánh để trồng lại, với khi mà nuôi nó một vài năm nữa cho nó đủ cái vành trên 50 rồi em mới bán luôn, chứ giờ là nó thiếu nên là còn nhỏ nên không bán. Riêng cái hiện tại anh chị thấy là bên kia qua là 3 clip, bên đây 3 clip nữa là 6 clip, mỗi clip 100 cây là tổng cộng em bán 600 cây, với 30 cây em đã mới bán cách đây 2 tuần. Đó, tổng cộng là 630 cây em bán từ hồi tháng 5 năm rồi. Anh chị coi những cái clip trước là thấy lấy được những cái bài đăng trước á, là bắt đầu mở bán cách này khoảng 7 tháng nha anh chị. Anh chị thấy những cái cây này nè, nó có cái co lắc nhẹ nè, nhưng anh chị thấy như vậy thôi chứ mà khi mà bứng lên á, cái củ đế nó còn chôn ở dưới sâu chứ, nên là khi mà bứng làm mặt đế lại nhìn thấy cái củ nó lộ ra hình đẹp. Toàn bộ nguyên cái hàng này là đều có cái co hết, cái bệ đế dưới đó rất là đẹp nha anh chị. Cây này trống nè, nên anh chị nhìn thấy cành nhánh đóng từ dưới đóng lên. Về là anh chị sửa ra luôn à, không có cần phải nuôi nữa. Đó, video cũng dài rồi, em xin phép ngưng ở đây. Cảm ơn cô anh chị đã quan tâm theo dõi. Cô anh chị thấy mà thích cái cây thì cứ alo em số điện thoại 0975 433336. Cảm ơn anh chị.